chào anh em, bên cạnh mình là cái máy chiếu của GM Go N1 Ultra 4K, một cái máy chiếu với mình thì rất là ấn tượng luôn. Điểm ấn tượng lớn nhất của nó là chất lượng hình ảnh ra rất là đẹp, rất là sáng. Máy chiếu thì nó không có rẻ ha, 40 triệu, tuy nhiên là với 40 triệu anh em sẽ mua được cái máy chiếu với hình ảnh chiếu rất là sắc nét, rất là đẹp. Độ sáng thì rất là cao, độ sáng của máy này là 4000 ANSI lumen. Xưa giờ mình trên tay những cái máy chiếu ví dụ như là 400 ANSI lumen, 500 ANSI lumen, 900, 2000 thôi, cái này tới 4000, tức là nó rất là sáng. Anh em thấy là mình đang ở môi trường ban ngày, mình chỉ kéo rèm thôi vẫn còn hở sáng như thế này, mà nó đã sáng và nó trong như thế này rồi. Nếu như mà vào môi trường ban đêm thì nó sẽ còn sáng hơn, nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Tất nhiên là máy chiếu thì anh em sẽ không dùng được khi anh em có môi trường sáng quá sáng nha. Ví dụ như là mình kéo rèm ra thì hình ảnh nó sẽ bị wash out, nó bị bờ mà bị nhạt màu như thế này ha. Còn kéo rèm ban ngày là khá ổn. Chia sẻ thêm thông tin về máy chiếu này. Máy chiếu này là máy chiếu laser, độ sáng 4000 ANSI lumen nè. Cái kích thước trình chiếu của nó là từ 120 inch cho tới 300 inch, nhưng mà họ khuyến khích là dùng tốt nhất là trong vòng khoảng chừng 100 đến 120 inch để cho chất lượng trình chiếu tốt nhất. Tương phản là 1600:1. Cái mức độ tương phản có nghĩa là một cái điểm ảnh của nó mà độ sáng với độ tối thì nó chênh lệch cái ánh sáng là 1600 lần. Độ tương phản càng cao thì anh em xem hình ảnh nó sẽ càng trong trẻo anh em ha. Một số những thông tin khác ví dụ như là sử dụng cái hệ thống lens của Leica này, nó sử dụng hệ thống loa của Dean Audio. Nói về hệ thống loa thì cái này có hệ thống loa cá nhân mình thấy là mình đánh giá rồi rất là ấn tượng đối với mình. Cái chân đế có nút nguồn nè, có thể bật nguồn ở dưới đó hoặc là bật nguồn bằng remote cũng đều được luôn. Nghe tiếng khởi động nha. Đã quá, lần nào nghe tiếng khởi động đó mình cũng thấy thích. Cái size máy chiếu thì nó nhỏ thôi, nó nặng khoảng chừng 4,5 kg, nhưng mà cái chất lượng âm thanh đưa ra là ổn, quá ổn luôn. Nhiều mình xem phim á, những cái phim tiếng súng đạn, tiếng nổ rồi đó, nghe nó cũng khá là hấp dẫn và đủ để mình dùng hàng ngày. Tất nhiên là nếu như em cắm ra loa ngoài, anh em cắm hệ thống loa bên ngoài thì nó sẽ đã hơn rất là nhiều. Còn nhưng mà nếu như không có loa bên ngoài, chúng ta chỉ dùng với cái này thôi thì mình thấy là như vậy là quá ngon rồi anh em ha. Những cái điểm mà nổi trội và ngon nhất của cái này là hệ thống đèn chiếu rất là sáng, rất là đã, rất là sáng. Hệ thống lens Leica, hệ thống loa Dean Audio và những cái rất là ngon. Thêm một cái rất là ngon nữa là cái này nó đi kèm theo một cái đế gimbal. Cái đế gimbal nó ngon ở chỗ là anh em có thể dễ dàng xoay chuyển cái máy chiếu này, xoay lên trần cũng được, xoay xuống cũng được, xoay qua cũng được, xoay lại cũng được, xoay rất là nhanh, rất là dễ luôn, rất là tiện. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng hệ thống gimbal chỉ là một cái gì đó để người ta quảng cáo thôi, nhưng mà trong quá trình sử dụng và dùng thực tế thì mình thấy là hệ thống gimbal ngon và thực sự rất là ngon, rất là tiện luôn. Nhất là khi anh em cần điều khiển, anh em cần quay qua lại chút xíu thì nó rất là ngon. Và cái hệ thống gimbal này nếu như mà nó không đi kèm theo với lại cái phần mềm là tự động căn chỉnh góc thì nó sẽ chưa ngon, nhưng mà phải nói là cái hệ thống phần mềm căn chỉnh góc của cái máy này rất ngon luôn. Anh em chỉ cần nhích một chút xíu là nó tự động nó chỉnh lại cái góc chiếu, nó đảm bảo là nó sẽ vuông ơi là vuông luôn. Còn anh em nhích qua nhích lại hay nhích tới nhích lui, chiếu lên chiếu xuống gì đó, nó cũng đều có thể tự động căn chỉnh cái góc chiếu cho nó đã. Đó là cái điểm rất là ngon của này. Khi anh em mua cái máy chiếu GM Go N1 Ultra này thì người ta sẽ đựng trong cái thùng. Đây là cái thùng xốp như thế này. Và cái này cũng là cái thùng để anh em trữ máy, anh em vận chuyển máy luôn anh em ha. Thùng chống sốc như này. Bên trong thì sẽ có cái máy chiếu, sẽ có cái cục adapter nguồn và có một cái remote. Thì remote thì anh em cũng không chỉnh được gì nhiều. Chúng ta ví dụ mình nhấn thử cho anh em coi nè. Bây giờ mình chuyển qua cái giao diện Android của bắp của nó anh em ha. Thì đây là cái giao diện đi kèm của cái máy này, toàn là Trung Quốc thôi, nó như thế này. Cũng mình thấy là không gì dùng được đối với mình hết á, không ngon. Mình muốn là Android TV thôi thì mới ngon. Còn cái này thì của bắp. Anh em xem menu nè, đây menu thì cũng tiếng Trung Quốc thôi chứ không có cái tiếng Anh hay là tiếng Việt gì khác. Nếu như nó chạy Android TV và tiếng Anh tiếng Việt thì nó sẽ ngon hơn nhiều ha anh em ha. Rồi chia sẻ thêm một số những cái tính năng của cái này ha anh em ha. Thì cái này nó có là ở phía trước của nó đó, do nó sử dụng cái hệ thống đèn chiếu laser và độ sáng nó rất là lớn. Nếu như mà chúng ta vô tình nhìn vào cái lens của nó thì ảnh hưởng đến mắt, cho nên là nó sẽ có hệ thống là phát hiện có người đi trước cái lens thì nó sẽ tự động nó giảm sáng. Nó tự động nó giảm sáng xuống để bảo vệ mắt của chúng ta. Và nếu mà chúng ta đi ra khỏi cái vùng chiếu của nó đó thì nó sẽ tự động nó sáng lên lại. Thì đó là cái hệ thống thông minh
để nó bảo vệ mắt của người dùng ha, một cái hệ thống rất là hay. Hiện nay á, những cái hình ảnh em đang xem trên đây là trình chiếu thông qua cáp HDMI, cắm HDMI vào trong cái laptop của mình và mình trình chiếu lên đây. Hoặc là anh em cũng có thể cắm những cái đầu Android TV, hoặc là anh em có thể cắm Apple TV, hoặc là anh em có thể cắm USB vào trong đây để anh em trình chiếu trên đây, hoặc là tất nhiên là anh em cũng có thể cắm máy chơi game vào để chơi nè, những cái đầu phát HD gì đó để anh em trình chiếu trên đây. Để dùng cái này thì mình nghĩ là tốt nhất á là anh em có thêm một cục Chromecast để anh em cắm vào thì anh em dùng như một cái Android TV thì cực kỳ ngon. Hoặc là anh em phải mua đúng cái phiên bản mà nó cài cái Android TV 11 trên đây thì nó mới ngon. Còn nếu như mà anh em mua cái bản mà nó sử dụng cái hệ điều hành của bắp đi kèm theo cái này thì rất là khó dùng trong điều kiện hàng ngày bình thường. Bình thường mình thường sử dụng máy chiếu là nó smart sẵn, nó thông minh sẵn rồi, lên mở lên là nó có những cái hệ thống app như là Netflix, YouTube, VOn rồi vậy, mình nhấn là mình coi. Còn cái này thì nó sẽ mất thêm công của mình, mình mất công phải tìm cách cài thêm phần mềm bên ngoài vào thì nó sẽ không có ngon bằng so với lại nó sử dụng cái Android TV 11. Phía sau lưng này nó có cái hệ thống quạt, nó sẽ quạt thông gió ra bên ngoài, và do cái hệ thống đèn chiếu laser nó sẽ phát ra nhiệt, cho nên là bây giờ mình đang đứng này mình sẽ thấy hơi ấm nó ra đây. Thực sự thì hơi ấm ấm thôi chứ con không phải là quá nóng đâu, nhưng mà thông báo cho anh em biết là máy này nó sẽ có tản nhiệt ra phía sau đuôi ha, mặc dù là nó sẽ không có ồn đâu, cái quạt này không, mình không thấy ồn, nhưng mà nó sẽ có hơi nóng tản ra đây và quạt không ồn, không ồn sáng, không ồn. Chia sẻ với anh em về cái máy chiếu này ha, mình nghĩ là vào thời điểm hiện nay dư tiền thì mua, còn bình thường thì khoan hẳn mua, trừ khi là nhà bán cam kết với anh em là cái này chạy Android TV thì mới mua nha. Nếu khi mà họ bán, họ cam kết là cái này chạy Android TV mới mua, chứ đừng có mua về với chạy cái hệ điều hành Trung Quốc này và bên bán đó là mai mốt cập nhật lên là sẽ có, thì đừng có nghe họ. Mình đã từng mua một vài máy chiếu, họ nói là sau này cập nhật phần mềm quốc tế là có đó anh ơi, không có đâu, đừng. Hãy chờ đúng phiên bản Android TV rồi mua, còn đừng mua cái này vì bây giờ mình thấy là mua về dùng chưa được, mặc dù nó trình chiếu rất đẹp rất ngon. Thì nhược điểm của nó là phần mềm thôi, còn phần cứng thì quá ngon, build ngon, cảm giác sử dụng ngon, hoàn thiện ngon, âm thanh ngon, hình ảnh ngon, gì cũng ngon hết trơn, chỉ có giá là chưa ngon. 40 triệu, giá tham khảo 40 triệu ha, mà thực sự 40 triệu so với máy chiếu 4K thì mình thấy là cũng ổn rồi. Cảm ơn các bạn, mình là Name và đây là video trên tay cái máy chiếu GM Go N1 Ultra 4K rất là ngon, rất là xịn, không xài được. Video này hữu ích thì các bạn like, subscribe kênh mình nha. Xin chào, bye bye.